Các bạn đừng quay trở lại kênh Nghĩa Vô Giá. Chúc mọi người mới thân nhân sức khỏe luôn thành công nha. Hôm nay mình review tâm kiểu như gọi là tâm chỉ ấy. Thời đại mới hiện đại hơn, mỗi ngày thì càng cải tiến hơn nha. Bình thường truyền thống thì mình xài tâm như vậy. Tâm nhà mình vẫn đang xài đó. Tâm nhọn. Có nhiều người thì cái nhọn này xỉa hay bị đâm vào răng ấy, thì phải bẻ nhọn đi xong là dùng một lớp ở trong nha. Còn bây giờ thì hiện đại ra một cái hộp như vậy, mình mới mua này, 18 ngàn một lốc, 30 hộp, một hộp có 50 cái nha. Rồi, sẽ bóc cho mọi người xem. Cuộc sống ngày càng đi lên thì những hiện đại cũng phải đi lên thôi. Thường xỉa răng bằng cái kia thì rất là khó. Nó dễ bị to cái chân răng này kia ra. Con này thì có vẻ thấy trên mạng đang chú rất là chuộng nha. Đánh đặt về làm thử. Cái này thì cũng có thể xỉa được này, như cảm giác mình cái này có thể là xỉa những cái răng to, là ví dụ răng mình đây nha, mình có thể xỉa vào những cái góc to này, này. Đó, còn cái này bé nha, sợi chỉ nha, sợi chỉ nhang khoa, cái này mọi người xỉa xong chắc một lần là vứt thôi, rồi sợi chỉ này là chỉ nhang khoa nha, cái này làm độ cầm nó giúp nó bám tay này, cái này được làm bằng từ nhựa này với chỉ. Cho cái chỉ với lại cái đầu này gần như gọi là ngang nhau này. Đó, cái đầu nhọn của tâm tròn với đầu của chỉ là ngang nhau nha. Cảm giác xỉa này chắc là dễ hơn. Còn răng, ví dụ mọi người xỉa bằng tâm thì ví dụ nó góc này thì phải xỉa từ ngoài lấy vô. Còn cái răng còn xỉa bằng cái này thì mọi người lại lấy từ trên này xuống nhấc lên này. Đó, nó hiện đại hơn. Nhưng mà nó một cỡ này thì nó không bị to ra nha. Hoặc ví dụ như ai mà răng to thì có thể dùng cái đít này cũng được này. Nhưng mà như mình hạn chế dùng thì mọi người dùng những cái đầu bé này nó sẽ tốt cho răng mình hơn. Và sợi chỉ này thì cũng chắc đã được xịt khuẩn rồi nha. Đó, nên mọi người dùng một lần là vứt rồi đấy. Mọi người thì vị chi là 18 ngàn 3 hộp thì 6 ngàn 1 hộp 50 cái. 60 chia 5 thì có đến 1.100 đồng một cái. Mình thấy rất là hợp lý mà ok nữa nha. Đóng hộp rất là chắc chắn và đẹp đẽ nữa. Xuất xứ chắc từ Hàn Quốc, Trung Quốc gì nè. Rồi, mọi người thấy video mình hữu ích thì mọi người nhớ tặng mình lượt like, đăng ký kênh nha. Chúc mọi người luôn luôn có những hàm răng đẹp, trẻ đẹp nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha.